Chăm sóc da mỗi ngày là quan trọng cần thiết để phục hồi và tái tạo tế bào mới. Quá trình giúp cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, giúp cải thiện, duy trì sự khỏe mạnh, trẻ hóa làn da. Trong thời kỳ thị trường mỹ phẩm phát triển không ngừng, việc chăm sóc da đúng cách trở nên ngày càng quan trọng. Khách hàng chính là người chịu ảnh hưởng trực tiếp khi sử dụng các mỹ phẩm trôi nổi mà không có hiểu biết đầy đủ về cơ chế hình thành vết nám và cách điều trị nám hiệu quả. Đặc biệt, các chủ spa cũng đối mặt với khó khăn trong việc cập nhật kiến thức và công nghệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khóa học này chúng tôi tổ chức ra giúp cho tất cả các học viên cũng như tất cả các anh chị chủ spa trên toàn quốc có những cái kiến thức vững vàng chuẩn y khoa để giúp cho khách hàng cũng như tất cả các chị em phụ nữ Việt Nam có thể chăm sóc và điều trị da một cách tốt nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất. Học viện Dr. Alice, hợp tác của các chuyên gia trong lĩnh vực da liễu, đã tổ chức khóa học đào tạo kiến thức da chuẩn y khoa, soi da thực chiến. Khóa học này được xây dựng với mục tiêu giúp phụ nữ Việt hiểu rõ về cơ chế hình thành nám và phương pháp điều trị nám mà không gây tái phát. Các bạn trẻ hiện nay cũng hơi lạm dụng nhiều về những cái mỹ phẩm trên mạng nè, những cái kem trộn, thì trong đó thì chứa corticoid rất là nhiều. Thành ra là khi mình thoa lên á, thì da nhìn thấy bên ngoài nó rất là căng bóng và đẹp, nhưng thực tế là không phải như vậy. Thì bên trong nó sẽ có hiện tượng là giãn mạch và cái hiện tượng đỏ da và tăng cái sắc tố sau khi mà mình xài một thời gian. Chính vì vậy thì hôm nay Lê Hoài sẽ tổ chức một cái buổi soi da để cho các bạn nắm được cái kiến thức cơ bản, có nghĩa là mình soi mình sẽ thấy được bên trong cái làn da của mình nó mạnh hay là nó yếu. Sự kiện này quy tụ hơn 200 chủ spa đến từ khắp cả nước nhằm tạo điều kiện để họ cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng và xây dựng phác đồ điều trị nám chuẩn y khoa với công nghệ tiên tiến nhất.